Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Trong 24 giờ qua, hầu khắp các vùng biển ven bờ và ngoài khơi xa của Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Nam đến Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5, nên tình trạng biển bình thường. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió thổi mạnh hơn ở khoảng cấp 5 đến cấp 6, biển động nhẹ. Vùng mưa trong 24 giờ qua tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Biển Đông. Các vùng biển phía Nam bao gồm khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan cũng có mưa dông nên tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, thời tiết và tình trạng biển sẽ chưa có nhiều biến động trên các vùng biển. Tại các vùng biển phía Bắc, bao gồm Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ tiếp tục thịnh hành gió Nam đến Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5, nên tình trạng biển chưa động. Tuy nhiên, mưa dông sẽ rải rác xảy ra ở Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, nên khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn xa sẽ giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Các vùng biển ổn định hơn trong 3 ngày tới bao gồm các vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông khi gió Tây Nam có cường độ trung bình và mưa chỉ xuất hiện vài nơi. Vùng biển phía Nam bao gồm từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam với cường độ cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió thổi mạnh hơn ở khoảng cấp 5 đến cấp 6 nên biển vẫn động. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ trong 3 ngày tới thịnh hành gió Nam đến Tây Nam với cường độ mạnh nhất cũng chỉ đạt ở mức cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, mưa dông trong những ngày tới sẽ có xu hướng tăng nhiều hơn, xuất hiện rải rác về đêm và sáng nên khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Tại trạm đảo Hòn Dấu, thủy triều trong những ngày tới sẽ đạt đỉnh vào khoảng từ 14 đến 15 giờ hàng ngày và khoảng từ 2,9 đến 3,1 mét, nên tàu thuyền lưu thông cũng cần cẩn trọng. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ dự báo trong 2 đến 3 ngày tới gió Nam đến Tây Nam trên khu vực ở khoảng cấp 4 nên tình trạng biển bình thường, sóng cao dưới 1,75 mét. Thời tiết nắng ráo, tầm nhìn thoáng nên cũng thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, dự báo trong những ngày tới thời tiết vẫn ổn định, gió thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ ở khoảng cấp 4, cùng với tiết trời ít mưa và có nắng và vẫn an toàn cho các hoạt động hàng hải. Vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận trong thời đoạn 3 ngày tới, gió vẫn giữ hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4 đến cấp 5, tình trạng biển bình thường. Thời tiết nắng ráo, tầm nhìn xa thông thoáng nên sẽ không gây trở ngại cho các hoạt động khai thác và đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Phú Quý, Côn Đảo, tại đây gió Tây Nam có cường độ khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, tạo ra những con sóng cao xấp xỉ hoặc trên 2 mét nên đôi lúc gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Mưa rào và dông mặc dù sẽ không xảy ra mạnh mẽ nhưng vẫn có khả năng xuất hiện rải rác, tập trung vào lúc chiều tối nên sẽ khiến tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, dự báo trong khoảng 3 ngày tới gió thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ phổ biến ở mức cấp 4, tình trạng biển ổn định. Tại đây trời khá nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, nhất là vì vậy nên bà con lưu ý khi đánh bắt hải sản vào thời điểm này. Vịnh Thái Lan trong 3 ngày tới sẽ có gió Tây Nam hoạt động với cường độ ở khoảng cấp 4, trời vẫn nhiều mây, có mưa dông rải rác trong ngày nên khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và khả năng có gió giật trong cơn dông. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, dự báo trong thời đoạn khoảng 3 ngày tới, thời tiết ở khu vực này vẫn bất ổn định, gió chuyển dần sang hướng Tây đến Tây Nam với cường độ ở khoảng cấp 4, cấp 5. Thời tiết sẽ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác nên khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông nên sẽ gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, dự báo trong khoảng 3 ngày tới gió có hướng Tây Nam hoạt động với cường độ phổ biến ở mức cấp 5. Thời tiết tại đây không có nhiều xáo trộn đặc biệt, với mưa dông nếu có cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên nhìn chung sẽ ít gây trở ngại cho tàu thuyền có trọng tải lớn. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Chân, Song Tử Tây. Dự báo trong thời đoạn 2 đến 3 ngày tới, gió tiếp tục thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 5. Riêng phía Tây Bắc của quần đảo Trường Sa đôi lúc đạt cấp 6 gây biển động.
Tuy nhiên, mưa dông trong những ngày tới sẽ không xảy ra nhiều, phổ biến chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên tầm nhìn xa trên 10 km. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của VTC14. Xin kính chào tạm biệt.